Nhìn thấy khói, thấy như cái sương mù nhá. Nhưng mà cái này là ảnh hưởng do khói khói đốt đồng chứ không phải sương mù. Nhìn thấy mờ mờ một. Thấy trên này có cây đủng đỉnh cũng nhiều. Ở lưỡng chừng có hai cái nhà, mà không biết nhà này nhà ở hay là nhà gì không biết, không thấy ai hết. Không có người, chắc cũng của chùa. Nhìn thấy khói, thấy như cái sương mù nhá. Nhưng mà cái này là ảnh hưởng do khói khói đốt đồng chứ không phải sương mù. Nhìn thấy mờ 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 mờ. Này bà con người ta cắt lúa xong người ta đốt đồng. Ở đây là nhìn xuống đồng nữa không? Cũng trên cao 40-50 mét vậy đó. Đó là đồng đồng bằng á, chỗ người ta làm lúa và ruộng đồng bằng nè. Hình trên này chắc cũng khoảng 50 mét á, 50 mét chiều cao. Ở đây là cái làng, ở đằng trước này là cái làng đó. Ở phía sau làng đó là ruộng. Ruộng đó người ta kêu bằng ruộng đồng bằng này. Ở phía sau làng đó là ruộng. Ở đây người ta cũng làm nhà ống bằng nhau, kích kích nhau. Ở phía sau đó người ta làm cái đồng này bằng cái máy. Cái này không biết phải là chánh điện không chứ thấy làm đẹp, cái điện hay cái cốc thì không biết, nhưng mà thấy làm lâu lắm rồi, bây giờ thì hoàn chỉnh rồi. Cái này nhìn xuống đồng rồi. Hiện giờ là sư ở đây nè, có mấy sư ở chỗ này nè, sư chùa Thanh Tiền nó ở chỗ này đó, còn dưới kia là làng ở dưới. Kia là đồng. Bên đây đang xây nè, đang xây là lưng chừng chưa xong. Hơi giống là đang có cái đám cưới đó. Nghe tiếng cũng sùng đó, đang tổ chức cái đám cưới đó. Ở đâu chỗ này này là
núi này là núi Nam Quy, tiếng Khmer kêu bằng Phnom Penh. Tới chùa Thanh Tịnh nó đứng đứng mà nhìn thấy này ở dưới đường á là mình mở phía sau chùa Khmer, chùa chi có hình ảnh bên trong trên đó. Các bạn cũng làm chưa xong. Thế còn cánh đồng mình cũng đẹp đúng nhầm. Nhưng mà quả năng nó bị xuân mồm. Nhưng mà cái này thì do khói đốt đồng chứ không phải xuân mồm. Thế nó nhìn bằng mồm ở trên cao nhìn xuống. Quá tượng Phật à. Tượng Phật thì tượng Phật Thích Ca. Còn cái tượng mà ở trên ba cái tượng lớn ở trên kia là tượng Phật Bất Động. Đường này đường ta chở vật liệu lên. Bình bông. Sửa chữa không phía sau ở đây thôi nhà cũng đẹp nhau kích thước nhau và bên phía sau nó là cái đồng này.
Đó, nhưng mà không có đường đi lên tới đó. Tượng à, dạ bữa mới làm cầu thang lên đó à. Mà có một cái đường hiện tại mình đi vòng chút cái đường đó lên đâu à. Dạ. Tính lên chỉnh quay cho anh ta biết à, nhưng mà chú quay xa xa hả à, đứng ngay cái chỗ thấy người ta giếng chùa ở đây có các nhà nữa. Có điện lên đây luôn. Đây là chùa Thanh Tuyền đó nha bà con. Xây các cũng được nhiều mà mấy năm trước lên thấy